Cả lớp chú ý nhé, thứ bảy tuần này chúng ta sẽ tham dự cuộc đua rừng xanh, nên hôm nay cả lớp mình tổ chức cuộc thi ai chạy nhanh nhất, bạn nào thắng sẽ đại diện cả lớp đi thi. Ồ, cuộc đua cơ á? Không biết ai được tham gia nhỉ? Chắc là Thỏ rồi. Không, là Sóc chứ. Chẳng qua là Sóc may mắn thôi. Hừm, chạy có nhanh hơn mình đâu. Đúng là u mẹ ơi, u quả bóng u. Gà ơi, Nín đi nào. Để anh lấy quả bóng cho em rồi tìm mẹ cho em nhé. Nín đi nào. Ôi, ôi, cứu, cứu với. Mình lỡ mất cuộc đua rồi. Cơ hội của ta đây rồi, ha ha ha. Sao Sóc lại đến muộn thế này? Lỡ mất cuộc đua thì làm sao? Bạn Sóc đâu rồi? Bạn Sóc sao vẫn chưa đến nhỉ? Cơ hội của ta đây rồi, ha ha ha. Cuộc đua rừng xanh chuẩn bị bắt đầu. Xin mời các ứng viên đứng vào vạch xuất phát. Cô ơi, cô để em thi thay bạn Sóc cho ạ. Chắc bạn ấy không đến kịp rồi, đến giờ đua rồi ạ. Vậy Thỏ sẽ thay Sóc tham dự cuộc đua nhé. Cố lên, cả lớp và cô team em sẽ giành chiến thắng. Hu hu, hu hu, hu hu. Hay ra, cố lên nào, hay ra. À, được rồi này, Thỏ, cậu đau lắm không? Tớ xin lỗi. Thôi, để sau hãy nói. Cậu mau hoàn thành cuộc đua đi. Chúng ta cùng thi, được không? Ngày hôm nay, mình rất cảm động và nhận ra rằng người chiến thắng thực sự không phải là người chạy nhanh nhất, mà là người sẵn sàng dùng cuộc đua của mình để giúp đỡ người khác. Sóc, cậu hôm nay mới chính là người thắng cuộc.